Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một trò ảo thuật. Nó có mang tên là ba lá bài ma quỷ. Nó như thế nào? Đầu tiên các bạn lấy một bài ra, cho khán giả chọn ba lá bất kỳ. Rồi, ở đây chúng ta có ba lá bất kỳ. Các bạn thấy ở đây có ba lá, dùng làm gì? Mình sẽ cho các bạn coi xem thử ba đây là ba lá gì. Đầu tiên là lá xì chù, mình để ở đây. Tiếp theo đó là lá xì chù nữa. Đây và cuối cùng lá số 3, nó cũng là lá xì chù. Như vậy chúng ta có ba lá xì chù. Các bạn thấy rõ ràng trong này có ba lá xì chù, một lá, hai lá, ba lá. Các bạn có thể các bạn không tin trong này có ba lá, mình sẽ cho các bạn coi lại thêm một lần nữa. Đầu tiên ở đây có một lá, mình lấy bỏ xuống dưới đáy bộ bài. Lá số 2, nó cũng là lá xì chù. Tiếp theo mình bỏ từ giữa. Hồi nãy chúng ta có một lá, hai lá, bây giờ đây là lá số 3. Các bạn xem thử lá số 3 là lá gì. Tất nhiên nó cũng là lá xì chù. Như vậy là trong bộ bài của mình có ba lá xì chù. Các bạn thấy ở đâu nó cũng có ba lá xì chù hết. Rõ ràng, 1, 2, 3, 3 lá xì chù. 1, 2, 3, 3 lá. Như vậy chúng ta có ba lá xì chù. Và thực tế trong bộ bài của chúng ta nó như thế nào? Lật ra. Như vậy là chúng ta có một lá xì chù, một lá ri bích và một lá hai bích. Và làm thế nào để chúng ta có thể biến được ba lá này nó biến thành chỉ có một lá xì chù cũng thôi? Cái cách nó rất là đơn giản, giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Nhưng mà mỗi lần anh nấu cầm luôn á, chỉ có một lần. Đầu tiên các bạn lấy ra ba lá bài bất kỳ. Đầu tiên các bạn lấy ra cho mình ba lá bài bất kỳ. Sau đó các bạn sẽ để ba lá này vô, các bạn chọn lá nào cũng được. Đầu tiên nhất các bạn sẽ dùng cái kỹ thuật như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ để cái lá bài lên trên đây như thế này, ngón trỏ luôn luôn ở đây. Chúng ta sẽ hơi bóp cho hơi cao bộ bài một tí thì chúng ta mới dễ làm. Rồi chúng ta dùng móc, đầu tiên chúng ta dùng móc, chúng ta tách một lá, tách một lá ra. Chúng ta các bạn thấy dùng móc nè, đụng vô tách ra một lá thì ở trên đây nó sẽ có hai lá. Rồi các bạn sẽ dỡ cái lá này ra cho khán giả coi. Khán giả thấy đây là lá hai bích. Như vậy khi chúng ta dỡ ra, khán giả tưởng là chúng ta dỡ cái lá trên đầu. Khán giả sẽ tưởng mình dỡ cái lá trên đầu nó như thế này, nhưng thực tế không phải. Khi chúng ta dỡ ra thì chúng ta dỡ một lần hai lá. Chúng ta sẽ tắt cái lá này ra, dỡ ra lần hai lá. Khán giả tưởng đây chỉ có một lá thôi, chúng ta ấp nó lại. Như vậy đây là lá hai bích. Chúng ta để lá hai bích xuống dưới. Chúng thấy chúng ta để lá ri bích, còn con hai bích nó nằm ở đây các bạn. Chúng ta để hai bích xuống đây. Khán giả thấy rõ ràng có ba lá, chúng ta đẩy nó vô. Tiếp theo chúng ta cho khán giả coi cái lá thứ hai. Tại vì cái lá đầu tiên chúng ta bỏ xuống dưới đít rồi, thì đây sẽ là cái lá thứ hai. Lá tiếp theo thì chúng ta dỡ nó ra, nó là lá hai bích. Như vậy chúng ta có hai lá rồi. Tiếp theo các bạn sẽ lấy cái lá này bỏ vô trong giữa. Bỏ trong giữa thì các bạn sẽ nói là cái lá đầu tiên mình bỏ xuống dưới đít, đây là cái lá số 2, vậy thì này là lá số 3. Mình sẽ dỡ cái lá số 3 này ra cho khán giả coi nó là lá gì. Thì chúng ta sẽ dùng cái kỹ thuật ngay ban đầu là chúng ta dùng cái ngón út, chúng ta tách một lá ở phía dưới. Tách một lá rồi chúng ta sẽ dỡ ra. Khán giả sẽ thấy rõ ràng cái lá số 3 nó vẫn là còn hai bên. Chúng ta ấp lại, chúng ta bỏ xuống đây. Tiếp theo là cái con số 2 là cho khán giả coi là hai con. Và các bạn còn hai bích. Các bạn thấy khi mình thả xuống nó có một lúc ba con. Thì lúc đó các bạn sẽ học thêm một cái kỹ thuật một chút xíu ở chỗ này nữa. Tại sao khi chúng ta thả xuống ba con, khán giả lại thấy rõ ràng có ba con? Thì ở đây đòi hỏi chúng ta nhanh tay một chút xíu. Đầu tiên các bạn sẽ double clip, double clip cái cho khán giả thấy con hai, hai con nhé các bạn. Đắp nó lại, chúng ta để đây. Tiếp theo cái này mới là quan trọng này. Chúng ta dùng cái bàn tay phải, chúng ta lật nó ra. Tiếp theo chúng ta lật nó lại nữa, chúng ta ấp nó lại. Lúc mà chúng ta vừa ấp nó lại một cái, các bạn dùng cái tay này đẩy cái lá này ra. Các bạn dùng như thế này, đẩy nó ra thật nhanh.
đánh nó thật nhanh vào cái tay này, lấy cái lá này bỏ nó xuống. Rồi các bạn nhìn kỹ. Rồi ấp nó xuống, đẩy nó ra. Và đồng thời ngửa cái lá này ra cho nhà coi. Như vậy khán giả thấy rõ là có 3 lá. Rồi sau khi khán giả thấy 3 lá, chúng ta sẽ tính cho khán giả coi trong này nó có 3 lá 2, 1, 2, 3, 3 lá 2. Đầu tiên các bạn lấy con 2, các bạn bỏ xuống dưới đây, bỏ xuống dưới đây. Rồi các bạn sẽ ngửa lên cho khán giả coi. Lên khán giả coi 1 con 2. Các bạn thò tay vô. Thay vì các bạn lấy cái con này ra thì các bạn sẽ lấy cái con đầu tiên, 1, để ngón cái ở đây, rút nó ra, 2, và tiếp tục, 3. Như bạn khán giả thấy rõ ràng có 3 không? 1, 2, 3. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại một lần nữa cho các bạn cái kỹ thuật này. Bắt đầu bài ma quỷ. Đầu tiên các bạn lấy cái con mình muốn chọn để ở chính giữa. Mình sẽ làm chậm, các bạn làm theo mình ha. Đầu tiên lấy con bò để chính giữa. Rồi đầu tiên nhất các bạn sẽ tách một lá ở dưới. Rồi sau khi các bạn tách một lá dưới, các bạn sẽ dỡ cái lá này ra cho khán giả coi. Đây có một lá bồi, ấp lá bồi lại để ở đây.